anh đang có như phát là quanh như kẻ chỉ, và đoạn này thì em thấy quái bông lên rồi các bác nhá mọi người ạ. Quái đang bông lên rồi, quái bông lên là gì ạ? Nghĩa là tinh dầu nhiều, tinh dầu nhiều. Vâng, hơn 150 triệu cho cái phôi gỗ này. Đấy, và đây là phôi gỗ Hoàng Đạt Tuyết Lạng Sơn, thì hiện tại em đang kiểm tra lại những cái phần gỗ ở đây để mình tính ra là sẽ đục tác phẩm gì ở trên đây. Và đây em có bắt đầu bạn một phần ở đây rồi. Thì cái phần này nó làm sao? Nó là cái quá trình mà khai thác gỗ thì khi mà người ném xuống từ trên núi xuống nó bị dập hoàn toàn cái phần này này. Đấy, em đang tạt ra ở đây và dập phần này, dập hoàn toàn, và bây giờ tiếp tục tạt nha anh em nhà mình nhá. Tạt tiếp này, tạt để kiểm tra xem mình biết nó dập tới đâu để làm thế nào thì mới đưa ra được cái quyết định của mình là làm tác phẩm gì ở trên cái phôi gỗ này các bác nhà mình ạ. Và bên em là tượng gỗ Sử Nguyễn Hồng ở làng nghề nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Bác nào mà chưa theo dõi, chưa đăng ký các em tượng gỗ Sử Nguyễn Hồng thì nhớ theo dõi đăng ký và cho em xin một nút like các bác nhà mình nhá. Đấy, vâng ạ, và bây giờ đang bạt vào dập khá là sâu. Đấy, các bác nhìn thấy đấy ạ, và nguyên cái chỗ dập này thôi thì cũng đã tốn rất là nhiều tiền ở đây rồi. Đấy, phần dập này thì đấy các bác nhìn thấy ạ, nó tách ra thành mấy lớp ấy. Đấy, nhưng mà được cái là chất gỗ thì khá là ok ở cái phần dập này. Đấy, có những điểm mà mạch dầu đen luôn rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn phải chờ nữa. Đấy, xem là dập như thế nào, dập tới đâu. Vâng ạ, và cái phôi gỗ này thì như các bác nhìn thấy ấy, khá là vuông thành sắc cạnh. Rất là hiếm có một phôi gỗ như thế này. Và với cái phôi gỗ vuông thành sắc cạnh như thế này thì có lẽ là bên em sẽ làm những tác phẩm về các vị danh nhân. Ví dụ như là những tác phẩm về Trần Tu Tuấn, như hôm vừa rồi các bác nhà mình thấy em đã có một cái video giới thiệu tác phẩm Trần Tu Tuấn rồi đấy ạ. Hoặc có thể về một tác phẩm gì đó và dưới dạng là cái dạng tượng đứng thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, vâng, và đấy, anh trai rất là cẩn thận thì cũng đã lấy một cái chậu thau ở đây để làm gì ạ? Để hứng những cái miếng mà bạt ra như thế này. Thì cái này có thể em sẽ cho vào, có thể là nghiền làm nụ, hoặc là những cái này dăm này em sẽ để chân tủ của các tác phẩm nữa thì nó cũng rất là thơm. Hoặc bác nào thích thì có thể cho vào trong túi để trên xe ô tô thì cũng khá là ok, để phòng ở trong phòng cái mùi thơm của Hoàng Đạt Tuyết Lạng Sơn này nó có vị sâm. Vì là có vị sâm nên là tạo cảm giác cho chúng ta khi mà ngửi vào rất là tỉnh táo. Vâng ạ, ok, và phần này tạt tới đây là cũng khá là tương đối rồi, nó cũng hết được cái phần dập đây rồi. Đây là cái rủi ro không bao giờ tránh khỏi khi mà mua phôi gỗ Hoàng Đạt Tuyết Lạng Sơn. Đấy, vâng ạ, và bây giờ thì em sẽ bắt đầu tính toán, cùng anh em tính toán để xem cắt xẻ như thế nào và làm tác phẩm gì. Chắc chắn là sẽ làm ít nhất là một tác phẩm Trần Vũ Tuấn rồi các bác nhà mình ạ. Đấy. Vâng, và tại sao phải kiểm tra phôi gỗ trước khi mà cắt xẻ thì ở đây các bác nhà mình nhìn thấy cho em ở đây em chia sẻ một vài video rồi, đó chính là tình trạng đá găm vào gỗ ở đây. Thì đây không phải là đá mà gắp theo kiểu là gì nhỉ, đá tự nhiên, mà đây chính là do là khai thác này các bác nhà mình này. Đấy, cái vết này các bác nhìn phải bao nhiêu chục năm rồi, khi người khai thác người ta ném cái cục gỗ từ trên núi xuống ấy, để quá trình vận chuyển ấy, người cứ ném thôi. Thế là cái đầu này nó phập vào cái viên đá, găm hẳn vào đây luôn. Thì đấy, đây là không phải là ốp đá tự nhiên, mà đây là đá găm vào trong quá trình khai thác. Nếu mà mình không để ý quá trình này, ví dụ mình đưa cái mạch cưa ở đây vào viên đá này thì bung luôn lưỡi cưa, đưa vanh luôn. Đấy, vâng, và bây giờ em sẽ cậy cái viên đá này ra các bác nhà mình ạ. Sâu quá, phải làm phẫu thuật cho cục gỗ các bác ạ. Đấy, phẫu thuật cho cục gỗ về cục đá nó bị găm đá vào. Như thế này là mua cả đá đấy. Ok chưa anh? Như kiểu đạn găm vào đấy. Đấy. Vâng ạ, và bây giờ này bên em sẽ cắt cái phần đầu của cái phôi gỗ đi để mình thăm dò xem cái chất gỗ nó sẽ như thế nào các bác nhà mình ạ. Cái chất gỗ ở phần đầu và nó có bị dập thêm cái gì hay không để mình quyết định, thì mình quyết định được là pha gỗ theo kiểu nào các bác nhà mình ạ. Đấy, vâng ạ, và đang bắt đầu lưỡi cưa đã bắt đầu đi vào rồi. Thì như cái màu chúng ta nhìn thấy ở đây là cái màu là khá là đẹp đấy.
cái màu khá là đẹp. Màu của cái mạt gỗ là sau khi vanh đang vanh ra là cái màu là nó đậm, màu đậm. Như các bác đã theo dõi video trước của các em tự gỗ Nguyễn Hồng rồi thì các bác nhà mình thấy rồi đấy. Đó là khi mà cái mạt ra nó đậm màu đấy, chứ ở cái dầu nó tương đối là đẹp đấy. Vâng, có những cái mạch dầu nhá các bác nhà mình nhá, thơm thơm luôn, thơm luôn cái mạch dầu đây này. Các bác nhà mình ngắm cho em này, đây này đấy, khá là đậm này này, này đậm đen luôn này, nó xoắn này đấy, những đường mạch tia xoắn, nó không thành mạch to nhưng mà nó xoắn đều, xoắn rất là dày đấy. Thì cái phôi gỗ này cũng gọi là tầm cỡ tương đối như em cảm nhận, như ở đấy là phần đầu thôi, còn vào trong thì mình cũng chưa biết thế nào cả, mình vẫn phải xem thêm nữa các bác nhà mình ạ. Cho nó 40 rưỡi cho an toàn. Vâng ạ, và đã kiểm tra cái chân gỗ xong rồi và có vanh phần đầu ra xem như thế nào, thì phần này bị dập sâu ở trong đây và sẽ lát nữa sẽ vanh hết toàn bộ phần dập này đi. Và bây giờ thì bắt đầu đánh lấy dấu để cắt đôi khúc gỗ này ra các bác nhà mình ạ. Cắt đôi khúc gỗ này ra và lát nữa em sẽ bổ, khả năng sẽ bổ đôi phát này nữa để kiểm tra lại toàn bộ và tác phẩm nó sẽ như nào. Và đây các bác nhà mình theo dõi em cho anh mượn điện thoại nào. Đấy, ở đây chúng ta nhìn thấy này, cái phần này rồi. Ok, cái phần này nó dập ra các bác nhà mình nhá. Đây, cái phần này nó dập ra này. Nó dập ra và đây nó vì vết dập nên ở giữa này nó sẽ tiếp xúc với không khí và tinh dầu nó ra, và các bác nhà mình nhìn thấy chưa? Đấy, tinh dầu đang nó lên này, lên tuyết này. Lên tuyết thì cũng nghĩa là ở đây bị dập thì ở giữa nó hỏng và không khí vào thì mới lên tuyết được. Đấy các bác nhà mình nhìn thấy chưa? Đấy, và khi như vậy rồi thì bên em sẽ quyết định là làm cắt xẻ theo một kiểu khác. Đấy, khác so với ban đầu. Và bây giờ chúng ta cùng dõi theo xem cái nhát cắt mà ngang khúc gỗ thì trông nó sẽ như thế nào. Đấy, xem có ăn thua hay không. Một phôi gỗ giá trị cũng rất là cao như thế này. Vâng, và bắt đầu cưa, bắt đầu vào rồi các bác nhà mình ạ. Bắt đầu vào rồi, cho anh mượn cái điện thoại để anh coi flash, cứ để kệ thôi. Alo. Đấy, vâng, và đây chúng ta nhìn thấy này. Đấy, ông anh này cũng gọi là có nghề vanh đấy, vanh như kẻ chỉ luôn này các bác nhà mình ạ, vanh như kẻ chỉ luôn. Đấy, nghệ nhân vanh ở đây gọi là nghệ nhân vanh, vanh như kẻ chỉ anh, các bác nhà mình nhìn thấy chưa, đường vanh này mũ vạch kẻ không lệch một ly nào luôn. Đấy, các cụ nói là sai một ly đi một dặm nhưng ở đây là đúng chuẩn, không trượt phát nào luôn, đi gì đen luôn, và không biết là mở bát như thế nào đấy ạ. Ôi giời ơi, thế này là cũng được gọi là tương đối là thành công rồi các bác nhà mình ạ. Không phải là quá đỉnh nhưng mà gọi là đỉnh rồi. Các bác nhìn thấy như được mạch dầu chưa, mới cắt ra đen xì luôn này. Đấy, đây gọi là đen xì nhá. Và đây là lớp rác này cũng đầy này. Đấy, đen xì luôn này. Đấy, những mạch dầu nó theo cái đường vân gỗ này. Đấy, các bác nhìn đấy này. Đấy, và đây này, nhìn cái mùn này thôi mà biết này. Đấy, nhìn cái mùn này. Đây em so cái mùn này với cả cái phần này phía trên này, rác phía trên các bác biết là cái độ đậm rồi. Phần đen này nó ra nó mùn nên là nó rất là ok luôn. Quá tuyệt vời, thì vừa rồi xẻ xong để xếp vào nhau như thế này thì em trai Hồng Lê tự gỗ Sùng Nguyễn Hồng lại có một cái ý tưởng nữa. Đấy, và cùng với cả anh trai nghệ nhân Vanh thì anh cũng đã bảo là hay là làm hai cái gối. Đấy, anh thường ngủ rất là chập chờn và như anh ấy thì anh bảo là hay này làm hai cái gối được không anh? Anh đang tính làm hai cái gối, là cái gỗ này có thể là tăng tuổi thọ, xoa hết, còn tiêu tan các bách bệnh tiêu tan, con người trường thọ hơn. Vâng, thì nếu mà hai quả gối này thì thôi bây giờ đấy, anh banh hộ em rồi, bây giờ em sẽ làm cái quả gối này ấy, thì công của em đục thì thôi em kỳ liệm anh đấy, còn đâu là khoảng cỡ là đấy thì cứ cần 200 triệu thôi. Quá tuyệt vời, bách bệnh tiêu tan 200 triệu rồi anh, chốt không? Chốt à? Rồi ok, chốt nhá, bắt tay đấy. Thế là coi như xong việc rồi đấy, chốt làm hai gối các bác nhà mình nhá. Và như em vẫn phải vanh thêm lần nữa để xem cái phần chất gỗ tiếp theo nó như thế nào nữa, cái phần rác vanh nhà nữa các bác nhà mình ạ. Và bây giờ mời các bác nhà mình dõi theo nhá. Vâng, và bây giờ là một nhát cắt tiếp theo nữa, thì nhát cắt này sẽ là cái nhát cắt mà bổ đôi cái khúc này ra nữa, một lần nữa gọi là bổ thành bốn đấy, bổ thành bốn đấy các bác nhà mình nhá. Phát này bổ phát nữa này, phát này thì cũng là một cái nhát cắt mà khá là quan trọng để liên quan đến cái
cái phần tim nó ở chính giữa của cái gỗ luôn. Đấy, và lưỡi cưa đã bắt đầu đi vào rồi. Đấy, mặt cưa đã bắt đầu bay ra rồi. Và chúng ta hãy cùng dõi theo từng đường di chuyển của cái phôi gỗ này, từng đường di chuyển của cái quá trình vâng xẻ vanh cái khúc gỗ này ra xem là như thế nào. Hiện tại thì khúc gỗ này là một khúc gỗ đầu tiên mà em đang nói các bác nhà mình, đó là vuông thành sát cạnh. Rất là khó, rất là ít thấy ở gỗ hoàng đàn, gần như là gỗ hộp luôn. Đấy, và làm rất thích hợp với làm những tượng mà chân dung. Hiện tại là em đang banh ra để làm thành hai tác phẩm, có thể sẽ là hai tác phẩm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Và hiện tại là đây là nhát cắt cuối cùng để quyết định là xem là có làm được hay không, có bị dính cái lỗi vết gì hay không. Và như thăm dò thì khả năng là sẽ có một chút nguy cơ, có một chút nguy cơ là sẽ bị ở phần giữa. Nhưng mà đây là nhát cắt cho quyết định, và các bác nhà mình hãy cùng dõi theo nhá. Vâng, quả máy vanh thô sơ nhưng mà với tay nghề điêu luyện đỉnh cao nhiều năm, hàng chục năm trong nghề vanh rồi, thì anh đã có như phát vanh như kẻ chỉ. Và đoạn này thì em thấy khói bông lên rồi các bác nhà mình ạ. Khói đang bông lên rồi. Khói bông lên là gì ạ? Nghĩa là tinh dầu nhiều, tinh dầu nhiều. Vâng, và bây giờ sẽ nào? Ui trời ơi, thế này thì không dính lỗi vết nào rồi. Không có lỗi vết nào các bác nhà mình ạ. Không lỗi vết nào, quá đẹp luôn. Đấy, và sờ tay là cảm giác có độ dính tay. Cái mảnh dầu bên ngoài thì đen hơn nhiều hơn, ở giữa đây thì nó bắt đầu tích vào kiểu này. Đấy, như thế này là tương đối là một phôi gỗ tương đối, không phải là không được gọi là xuất sắc. Cái đấy là mình phải chia sẻ rất là chân thành các bác nhà mình ạ, rất là chân thành. Không phải là xuất sắc nhưng mà gọi là tương đối là ok, gọi là khá khẩm. Và để làm một tác phẩm chân dung, ví dụ là tác phẩm về Bác Hồ, tác phẩm về Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn thì rất là phù hợp. Đấy, vẫn còn khá là nặng. Và những mảnh dầu đây, thế này là lên làm xong là lên tuyết rất là ok luôn các bác nhà mình nhá. Và bây giờ em đã kết thúc cái buổi là chia sẻ về xẻ khúc gỗ rất là giá trị như thế này, gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn. Và các bác nhà mình muốn chiêm ngưỡng tác phẩm sau khi hoàn thiện ra trông như thế nào, hoặc là những video xẻ gỗ tiếp theo nữa của các em tự gỗ Trưởng Nguyên Hồng, thì nhớ là đăng ký theo dõi các em. Và đừng quên đó là cho em trai xin một nút like các bác nhà mình nhá.